khích lệ và trách mắng. Quan Hỷ à, đừng có ngủ nướng nữa, ngày nào cũng đợi Quynh kêu mấy lần, mau dậy đi. Dậy đi. Chào sư Quynh. Mau thay quần áo rồi đi rửa mặt đi, sư phụ tìm đệ đó, mau lên. Cái gì? Sao sư Quynh không chịu nói sớm? Tôi chết đệ rồi. Ai, đệ nói cái gì vậy? Quynh kêu đệ mấy lần rồi mà. Sao vậy? Sao lại bị rách nữa rồi? Tuần này bị rách 3 lần rồi đó. Việc này đệ cũng đâu có biết đâu. Để Quynh cho đệ mượn mặt đỡ trước. Đệ mau đi đi, sư phụ đợi đệ lâu lắm rồi đó. Không ngờ chú Tường Hòa dũng tay dũng chân như vậy mà còn làm kỹ lưỡng, thật không ngờ. Đúng vậy, lại còn may đẹp hơn con nữa, thiệt là giỏi quá. Đó là vì thường ngày tôi thường xuyên khâu vớ nên riết thành quen luôn. Đó là tại vì đôi vớ của tôi thường bị rách đó mà. Nói vậy rốt cuộc Tường Hòa phải cảm ơn Quan Hỷ đó. À thôi được rồi, để tôi đi bỏ bó củi này xuống trước cái đã. Cha, để con đi với. Quan Hỷ à, bắt đầu từ hôm nay đệ phải tự học khâu vớ cho chính mình, nếu không thì làm sao Quynh khâu cho xuể. Nhưng mà Quynh đã dạy đệ học mấy lần rồi mà đệ có biết gì đâu. Đó là vì đệ không có chú tâm, không có nỗ lực học hỏi. Được rồi được rồi, đệ hứa sẽ cố gắng học mà. Hay coi nè, lại kết dính nữa rồi. Quynh bảo đệ phải chú tâm mà. Được rồi, Quynh dữ quá. Cha, cha về trước đi, con đi lại đó một chút. Đệ không học nhanh chút đi, để Quynh lại phải khâu giúp đệ, lại phải dạy đệ, làm mất rất nhiều thời gian đó. Ôi da, đệ tại sao đệ cứ hay bất cẩn như vậy? Quan Hỷ, bất cẩn quá. Quynh chỉ biết mắng người ta không à. Ủa, hai người làm sao vậy? Triệu Tiểu Vân ơi, từ lúc các chị vừa rời khỏi đây đến giờ, sư Quynh từng vào cứ mắng em hoài à. Không phải vậy đâu. Đừng qua, Quynh đi trước đi, để tôi dạy Quan Hỷ cho. Thôi được, tôi cũng đi quét chùa đây. Tường Hòa, tại sao con lại thở dài? Con muốn dạy Quan Hỷ học cách tự khâu vớ mà dạy mãi vẫn không được, còn la làm cho để khóc nữa. Tuổi của Quan Hỷ còn nhỏ, con không cần phải dội, từ từ rồi sẽ biết thôi. Nhưng mà con đã rất cố gắng dạy cho để ấy, vậy tại sao để cũng không biết khâu vậy? Nè, sư phụ dẫn con đi xem cái này. Như vậy nè, rồi sau đó lại như vậy nè. Quan Hỷ rất là giỏi, nhưng em hãy khâu kích lại một chút thì sẽ đẹp hơn. Dạ, em không như vậy được rồi phải không chị? Hả? Quan Hỷ giỏi quá, học chút xíu là đã biết rồi. Sư phụ. Đây chính là sự khác nhau giữa khích lệ và trách mắng. Quan Hỷ à, tại sao Quynh dạy đệ thì không được, còn Tiểu Dân dạy đệ thì lại được vậy? Đệ cũng không biết nữa, dù sao đệ cũng đã biết rồi. Rồi sau đó là như vậy nè. Quan Hỷ giỏi lắm, nhưng em không kích lại một chút thì sẽ đẹp hơn đó. Hiểu chưa? Không biết có phải là vì Quynh quá hung dữ hay không. Kỳ lạ nghe, không biết tại sao gần đây vớ của đệ bị rách hoài à. Sư Quynh, Quynh có cảm thấy kỳ lạ quá không? Tại sao vớ bị rách đều toàn là của đệ không vậy? Việc này Quan Hỷ, quần áo, giày vớ của đệ phải xếp cho gọn gàng, đừng quăng bừa bãi ra nữa. Hả? Sao biết nhúc nhích vậy? Thật dễ sợ. Chú. Chú. Thì ra vớ của đệ bị con chuột này cắn rách hết rồi. Quynh đã nói đệ là phải dọn sạch đồ đạc, đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đệ thấy chưa? Sư Quynh. Con thử nghĩ lại coi, thái độ của con và thái độ của Tiểu Dân có giống nhau không? Quynh nói là không nên vứt đồ bừa bãi, chúng ta cùng dọn dẹp đi. Sư Quynh, để đệ tự dọn dẹp được rồi, cảm ơn sư Quynh. Vậy để mau dọn đi. Dạ. Để mai Quynh giúp đệ khâu vớ lại cho. Không cần đâu, bây giờ đệ đã biết khâu rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
nước mưa.